Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe cổ điển của Honda. Đó, dòng này thì bao cho anh em luôn, nếu anh em tìm trên thị trường mà cái dòng xe này có thì nói chung nếu mà có thì cũng rất là khó nha anh em. Đó, như con xe này là không cần bằng lái, anh em chỉ cần chứng minh là chạy được rồi. Honda Mazda 50cc anh em nhá. Để mình đi sơ một vòng này anh em. Con xe này nói chung là nó đẹp hoàn hảo từ A đến Z luôn. Đó, con này đăng ký về biển số 73 này anh em nhá. AE00465. Đó. Bắt đầu vào phần chi tiết nhá. Vành bánh ốc tán lốp hơi này anh em. Đó, một lốp ở sau là bánh đặc nhá. Như lốp xe rùa luôn. Đó, ốc tán này. Máy móc này, nói chung là con này nó thiết kế cũng đơn giản lắm, không có gì cầu kỳ đâu anh em. Đó, con này là xe của 2017 anh em. Đó, ốc tán bình xăng, ốc kiếp, bạn đồng hồ đầy đủ hết. Mọi thứ đều đi theo xe hết nha anh em. Vành bánh lốp trước cũng vậy luôn này. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi chức năng thì hoạt động không thiếu thứ gì anh em. Đó, đây nha. Đầu lòng này. Honda nhá. Bây giờ mình sẽ lổ máy anh em này. Máy con này lổ thì khỏi cần suy nghĩ luôn nha. Anh em nghe thấy không? Cực kỳ êm luôn này. Cực kỳ là êm luôn nhá. Mọi chức năng thì hoạt động không thiếu thứ gì đâu anh em. Đó, xe đang nổ máy nhá. Anh em nào mà có mẫu thiện chí với cái dòng xe Mazda 50cc này thì anh em cứ để lại giúp mình một cái bình luận. Đó, hoặc là để số điện thoại mình sẽ tư vấn cho anh em nhá. Đó, rồi ok. Lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.